Chào tất cả các bạn. Hiện tại sản phẩm iPhone cũ đang được rất nhiều người ưa chuộng vì nó khá phù hợp với túi tiền của mọi người. Tuy nhiên không phải ai cũng có đủ kiến thức để chọn mua cho mình một chiếc iPhone cũ. Hôm nay qua clip này, Uscom sẽ hướng dẫn các bạn cách chọn mua iPhone 6 cũ. Đầu tiên, để chọn mua iPhone 6 cũ, chúng ta cần kiểm tra về tình trạng bên ngoài của máy. Vì là máy cũ thì xước xát một chút cũng không sao, các bạn có thể bỏ qua tình trạng xước xát. Kiểm tra xem các phím bấm có hoạt động tốt không. Phím bấm có nảy không? Cả phím gạt rung nữa. Tiếp theo sau đó chúng ta sẽ vào phần mềm bên trong và kiểm tra tình trạng bên trong của máy. Chúng ta sẽ kiểm tra về phần cảm ứng. Kiểm tra cảm ứng thì chúng ta sẽ chạm và giữ một biểu tượng trên màn hình. Chúng ta di khắp màn hình xem có bị đứt đoạn ở đâu không. Nếu như mà bị đứt đoạn ở đâu đó thì cái chỗ đó có thể là đã bị chết cảm ứng. Tiếp theo chúng ta có thể vào cài đặt, xem qua xem đây là phiên bản của nước nào, bao nhiêu GB, đang chạy iOS mấy. Tiếp theo một phần cũng khá là quan trọng, chúng ta sẽ test thử Wi-Fi. Tôi sẽ bật Wi-Fi lên. Khi chúng ta test Wi-Fi thì chúng ta sẽ test luôn cái phần loa của máy. Chúng ta có thể vào Zing MP3, nghe một bài hát nào đấy. Tôi sẽ cho to hết cỡ lên. Như vậy là cái loa này hoạt động khá là tốt. Nhưng các bạn có thể để ý kỹ hơn một chút về loa của iPhone 6 thì khác với các dòng của 5, 5S hay 4, chỉ một bên loa thôi, ở bên còn lại là mic. Vậy là phần loa test đã ok. Chúng ta có thể cài vào đấy một số game và ngồi chơi game thử để thử độ pin, độ xem pin có bị hao hụt nhanh hay không. Xem các phím bấm hoạt động như thế nào. Trên đây là một vài bước cơ bản mà Uscom muốn hướng dẫn các bạn để các bạn có thể chọn mua cho mình một chiếc iPhone 6 cũ ưng ý nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau.